khu nhà thờ trên đại lộ Arlington, ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt ở khu vực này vừa mở chương trình cắt tóc miễn phí phục vụ công chức chính phủ liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, bất kể là người gốc Việt hay thuộc sắc dân nào khác. Sáng kiến này từ một hội thánh của người Việt, dù khiêm tốn, nhưng khi triển khai đã góp phần giúp đỡ những người mà hơn tháng qua bị nghỉ việc tạm thời hay đi làm không lương và đang phải thắt chặt mọi khoản chi tiêu. Những việc làm như thế này thật tử tế. Nhà thờ này gần ngay chỗ gia đình tôi sinh sống và rõ ràng những việc làm thế này đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn vì điều đó. Một chút xíu gì đó mình đóng góp cho cộng đồng cũng vui và cũng để cho cộng đồng cũng biết được nhà thờ và giúp cho họ có được cái mái tóc đẹp trong lúc mà họ bị sức đau cái công việc làm của họ. Những người làm việc chính phủ của bên mình sức đau, họ không có đủ điều kiện trong cái lúc này để mình tạo điều kiện để mình giúp họ. Tại trung tâm thủ đô Washington, nhiều nhà hàng vốn là nơi thường lui tới của các nhân viên chính phủ thì nay mở cửa phục vụ đồ ăn miễn phí cho những người bị ảnh hưởng vì chính phủ đóng cửa. Bất kỳ một nhân viên chính phủ nào tới với những nhà hàng như thế này đều nhận được những bữa ăn nóng tại chỗ hoặc có thể đem về nhà cho người thân trong gia đình. Họ quá tử tế, chúng tôi thật cảm kích, đặc biệt trong tình trạng chính phủ đóng cửa, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Rất vui, rất nhiều người tới, rất nhiều nhân viên chính phủ bị rơi vào tình trạng nghỉ việc tạm thời nhưng vẫn tới công sở làm việc không lương từ ngày đầu. Chúng tôi cung cấp bánh tosta suadero, một loại sandwich truyền thống của Mexico làm bằng ức gà, thịt, rau và sốt mayonnaise. Đây là đợt đóng cửa kéo dài kỷ lục của chính phủ Mỹ trong lịch sử. Cho tới thời điểm này, hơn 800.000 nhân viên chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang bị nợ lương hơn một tháng. Vì thế mà những bữa ăn miễn phí tại các nhà hàng như thế này mang lại cảm giác được khích lệ và chia sẻ cho những viên chức bị ảnh hưởng. Còn những chương trình cắt tóc miễn phí này cũng góp một phần giảm bớt những khoản chi tiêu cho số tiền vốn đã cạn kiệt của nhiều gia đình sau một tháng không thu nhập.